Xin chào tất cả các em Hôm nay thầy lại tiếp tục giới thiệu với các em một cái dạng bài tập của cái học phần kinh tế lượng trong cái, à, cái chương mô hình hồi quy đa biến Ở đây người ta cho một cái bài tập à, có cái dạng mô hình hồi quy tổng thể à, y theo x2 và x3 à, như sau Cái số liệu mẫu người ta đưa ra ở đây tổng cả thể là 20 quan sát hết, nghĩa là n ở đây là bằng 20 và kết quả ước lượng được cho ở dưới các bảng dưới này alpha ở đây người ta cho sẵn là 0,05 nghĩa là mất ý nghĩa cho các cái kiểm định thì ở đây cái 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 dạng bài tập này thì nó cũng khá là lạ người ta cho không phải là dưới một cái bảng eview hay là cho dưới dạng một cái bảng mô hình hồ quy mẫu thu gọn mà là người ta cho dưới dạng các ma trận như thế này thì em thấy rằng là nó, nó, nó rất là nhiều các kiểu để miêu tả các cái cấu trúc của các cái mô hình hồ quy Thế thì đây, ở đây người ta chỉ chỉ có mô tả cái ma trận của các cái hệ số thôi. Đây, đây là cái cột à, beta 1 mũ thì nó bằng 0,9687 này. Đây, có nghĩa là cái ước lượng điểm của beta 1 này. Beta 2 mũ nó là 7514 chính là cái ước lượng điểm của beta 2 này. Và tương tự như vậy cho beta 3 mũ thì nó là 1,1028. Tiếp theo người ta cho chúng ta một cái ma trận. À, cái ma trận này là một ma trận cấp 3 x 3. Và như chúng ta học À, các em đã làm trong review đó thì cái ma trận này này nó chính là ma trận của hệ số gọi uh, là gì uh, covariance của các cái beta này đấy các cái beta mũ này các em. Đây, beta một mũ beta hai mũ beta ba mũ thì cái cái này nó chính là cái co của nó thì cái 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 không phích hai một hai năm này nó chính là variant của beta một mũ rồi không phích không bốn Uh, 57 này nó chính là variant của beta 2 mũ và cái 0 0325 này nó chính là variant của beta 3 mũ còn lại những cái phần tử mà nó đối xứng với nhau qua cái đường chéo chính này các em thấy là nó giống nhau hết thì đây là những cái con số co variant tương ứng của các cái beta y tương ứng beta y ví dụ như cái phần tử này này nó nằm ở vị trí là dòng gì ở dòng 1 và cột 2 cho nên cái con số này nè nó chính là co variant của beta 1 mũ và beta 2 mũ còn con số này nó chính là covariance của beta 1 mũ và beta 3 mũ. Còn con số cuối cùng ở dưới này nó chính là con số covariance của beta 2 mũ và beta 3 mũ. Được chưa nè? Đấy, thì thì cái dạng cũng là một cái kiểu làm thôi, nhưng mà với cái cách đề nó cho khác nhau cho nên là là ta phải phải làm quen thôi chứ còn mà cái, các cái câu hỏi dưới này thì cái câu hỏi nó cũng tương tự và cách làm nó cũng tương tự như chúng ta đã đã học trong các bài tập trước. Uh, nếu như trong cái đề bài tập nó cho cái bản Eview Còn bây giờ nó không cho bản Eview mà nó cho những cái thông tin kiểu như này thì chúng ta vẫn có thể tính được nha. Thế thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải cái bài tập này thôi. Ở đây đề nó cho thêm là cái sigma mũ bình phương là 2.5193 uh, và R bình phương là 0.9458 đây Thế bây giờ câu đoạn A đầu tiên là người ta yêu cầu là tính cái uh, tính cái uh, X2 uh, tính cái X3 ngang mà biết rằng là X2 ngang nó cho là 20 và Y ngang nó cho là 37 đấy thế thì các em biết rằng là muốn tính cái câu đó thì chúng ta phải dựa vào một cái tính chất à, của cái mô hình hồ quy mẫu ấy. đó là ta biết rằng là cái y, y mũ Y mũ mà lấy ngang thì nó là bằng y ngang Đấy rồi nó bằng là beta một mũ đó beta một mũ rồi cộng với gì beta hai mũ nè beta hai mũ rồi nhân với x hai ngang nha đó chúng ta có cái công thức này đó x2 ngang rồi cộng với gì beta 3 mũ beta 3 mũ rồi x bằng Đấy, các em để ý ta có cái tính chất này à, khi ta có được mô hình quy mẫu thì ta có cái tính chất này Đấy, như vậy ở đây á, đề nó cho cái y này là bằng à, bằng 37 rồi đó và cái x2 ngang này thì nó cho là bằng gì rồi x2 ngang này nó cho là bằng 20 rồi Ừ. trong khi đó beta 1 mũ beta 2 mũ về beta 3 mũ nó cho sẵn đây rồi đây các em lấy cái này các em thay vào đây như vậy ta hoàn toàn có thể rút ra được cái giá trị của cái x ngàn này đúng chưa nè đấy thì, thì cái bài này giải khá là đơn giản à, ta sẽ giải ra thôi đây các em để ý này là xuất phát từ cái đẳng thức này và ta rút ra được x 3 ngang thì nó sẽ bằng y ngang trừ cho beta 1 mũ trừ beta 2 mũ x 2 ngang chỉ beta đúng chưa? Yeah. Và trong đó ta thay vào nhá là cái y ngang này 37 này, cái beta 1 mũ nó là 0.9687 này. Rồi à, cái beta 2 mũ nó là gì? trừ 0.7514 này. Đấy. Rồi cái beta mũ thì nó là 1. 0 1 1028 đấy. Rồi ta tính ra nó được là 19.045. À, như vậy là cái câu đầu tiên ta đã giải quyết xong. Bây giờ ta sẽ qua cái câu thứ hai là người ta yêu cầu tính tx, x và rx. Thì để tính ba con số này nè thì chúng ta dựa vào hai cái thông tin này thôi là đủ. Đúng không? Đấy, chúng ta biết rằng là gì? Bản thân cái xích mũ bình phương đó. Đấy, xích mũ bình phương đó thì nó bao giờ nó cũng tính theo cái công thức là bằng rx chia cho n trừ k. Và như ở đây đề nó cho cái xích mũ là bằng hai phích này rồi, ta vào đây n trừ k này là bao nhiêu n đây là 20 và k đây là 3 như vậy chỗ này là 17 này đó như vậy là các em sẽ tìm ra được Vì phương hướng là ta tìm được r x này đúng chưa nè và khi có r thì ta dựa vào cái công thức r bình phương ta biết rằng r bình phương thì nó bằng là gì bằng 1 trừ cho r x x trên cho gì trên cho tỷ x đấy thì rx nó tính ở đây rồi rn phương đây nó cho luôn chỗ này rồi như vậy là ta rút ra được tỷ ngay ta sẽ tìm ra được ngay tỷ đấy các em sẽ tìm ra được tỷ và ta lấy tỷ người ta trừ lên trên cho cái này là nó sẽ ra được ai đúng không đấy đó là cái cái con đường mà để ta giải quyết cái câu số 2 này đúng chưa nào rồi như vậy thì cứ theo thế mà tao làm thôi. Ở đây các em để ý rằng là đầu tiên là từ cái cái đề nó cho ta có rằng là RX bằng sigma mũ bình phương và nhân với n trừ k mà trong đó sigma mũ bình phương nó là, là, đây. Đấy, các em nhân với con số 17 này. Đây. đây ta lấy hai phích này ta nhân ra thì nó ra được 42,8281 này. Đấy. Rồi từ đó ta sẽ tính theo công thức. Đây, từ đây các em thấy lấy ra r x này này các em thay vô đây như vậy theo công thức thì t ấy nó bằng cái gì t ấy nó sẽ bằng cái gì đây nó có phải là bằng r x ấy không r x các em chuyển cái, cái 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 lượng này qua bên kia rồi chuyển cái r bình phương này qua thì ta được r x mà chia t x thì bằng là 1 trừ r bình phương gì đó cho nên là t x nó sẽ bằng r x chia cho 1 trừ r bình phương đúng chưa đấy thì r ấy ta mới tính là bằng 42,8281 này còn r bình phương nó cho là 0,9458 này ta thay vào đây như vậy ta sẽ được là à, tính ra cái em tính ra nó là 790,1863 này rồi ta lấy cái quả t x này ta trừ cho cái r này ta trừ cho cái r này là các em sẽ được ax là bằng 747,3582 đó là cái à, cách để ta giải quyết cái câu số 2 theo phương pháp rồi tiếp theo là người ta yêu cầu tìm khoảng tin cậy của beta 2. Thế về công thức để tìm khoảng tin cậy của beta 2 thì các em phải dựa vào công thức là beta 2 nó sẽ nằm trong khoảng từ beta 2 mũ. Beta 2 mũ trừ cho uh, C của beta 2 mũ. Beta 2 mũ. Đó, rồi ta nhân với gì? Nhân với TN trừ K ở đây là 17 ngày các em. Ta ghi luôn ra đây để ta tra bảng cho nó dễ Và alpha ở đây nó cho 0.05 Thì chỗ này là alpha điện 2 là 0.025 Đó Thế thì beta 2 thì nó có đây rồi Đây beta 2 nữa nó có đây rồi Beta 2 mũ đó Như vậy cái C này lấy ở đâu ra Thì các em để ý nè Cái C nó sẽ lấy trong cái bảng covariance này như hồi nãy thầy giới thiệu thì cái đường chéo chính này nó chính là các cái variant của các cái beta mũ tương ứng đây là variant beta một mũ như vậy đây sẽ là variant của beta hai mũ đây variant của beta 2 mũ đúng chưa và khi có cái variant rồi á, thì ta tìm được xi si ngay bằng cách lấy k hoặc hai thì ta tìm được cái xi si này nè Đấy, lấy căn bậc 2 của cái số 0.0457 này là các em có cái xi này này. Như vậy ta tính được cái cái vế trái. Còn vế phải thì ta lấy dấu cộng thôi là ra. Và ta được cái này chính là cái khoảng tin cậy của cái beta 2. Đúng chưa? Như vậy theo cái đường lối đó thì ta sẽ giải cái câu C như sau. Từ xuất phát từ cái bảng covariant này này ta lấy căn bậc 2 của cái 0 0.0457 này nè là các em tính ra được là 0.24. Rồi ta ráp vào trong cái công thức này. Như vậy đây sẽ là beta 2 mũ này. Đấy, các em thấy beta 2 mũ chưa? Là 0,7514 nè, đây, 0,7514 nè, đây. Trừ cho trừ cho C của nó chính là cái con số 0,214 này. Đó. Còn cái còn lại này nó chính là T của 17 0,025. T 17 0.025. Đấy, ở đây thầy sẽ uh, sẽ tra bảng để cho các em thấy nha. Rồi bây giờ ta tra bảng nhé. T 17 của 0,025. Đây, đây là bản phân phối siêu đinh T17 là đây. T17 đây. Rồi 0,025, đây ta kéo ra tới đây nhé. Là 2,11 đó, các em thấy chưa? 2,11 này. Đó, y trong công thức của chúng ta. Rồi như vậy là ta thay vô thôi là xong. Như vậy là các em tính ra được kết quả của cái beta 2 nó sẽ nằm trong cái khoảng từ 0,29986 cho đến 1,20 294 đó, là xong Rồi tiếp theo cái câu D Câu D là người ta nói gì Kiểm định cặp giả thuyết h 0 là beta 2 lớn bằng 1 và beta 2 nhỏ hơn 1. Đây là đấu thuyết của nó. Như vậy với cái đấu thuyết này thì chúng ta có cái miền bác bỏ miền trái này các Về mặt quy trình thì ta phải tính t quan sát và ta nhớ rằng là t quan sát của chúng ta thì nó như thế nào. T quan sát của chúng ta thì nó sẽ tính theo là beta 2 mũ beta hai mũ trừ cho beta sau beta sau hay là beta zero đó, nó chính là con một này Đấy, trừ cho một và ta chia cho c của beta 2 đó mũ rồi thì trong đó cái c của beta hai mũ như hồi nãy chúng ta tính đó là con số này nè Đấy, là không phẩy hai một này là ta thiếu qua đây đúng không còn beta hai mũ là con số này ta lại thiếu qua đây thì các em tính ra được t quan sát này các em tính là được T quan sát này. Thì khi có T quan sát Thì với cái đối thuyết mà H1 như thế này, này Thì ta sẽ suy ra được Cái video alpha của chúng ta đó Video alpha của chúng ta đó Là nó nằm từ Âm vô cùng cho đến Trừ T của à, N trừ K Và N trừ K ở đây chính là 17 Của alpha thôi nhé Alpha ở đây là 0.05 0.05 Đấy rồi ta lại tra bản T17 của 0.05 Đây cái 17 đây Và 0.05 đây Như vậy ta kéo qua thôi Đây Nó là 1.74 Được chưa Rồi Như vậy giờ việc còn lại là Đúng theo cái phương pháp này ta tính thôi Về mặt quy trình Như vậy theo cái sơ đồ về mặt quy trình Thì ta có cái câu D như sau Rồi ở đây ta xác các cặp giả thiết BH0 là beta 2 lớn 1 lớn bằng 1 và beta 1 à, và H1 là beta 2 nhỏ 1. T quan sát của chúng ta tính ra là bằng 0,7514 trừ 1 chia cho 0,214 và nó ra là âm 1,62 nha. À, 62. Còn ra bản như hồi nãy chúng ta ra thì nó ra là 1,74 đó. Đó, như vậy video alpha nó là miền bác bỏ này. Thì ta thấy cái trừ 1,62 này nè, là nó không không lọt vào trong video alpha. À, 1,162 Nó không lọt vô cho nên ta chưa có thể bác bỏ được cái giả thuyết H0 này được. Như vậy ta sẽ thừa nhận cái giả thiết H0 và ta bác bỏ cái giả thiết H1 tương ứng. Đó là cái câu D. Tiếp theo ta qua cái câu A, đó là kiểm định cái cặp giả thuyết này. Đấy, thì cái lộ loạt bài tập này thì nó là những cái bài tập mà nó hơi khó một tí, để buộc chúng ta phải tính nó rườm rà liên quan đến cái việc so sánh của các cái hệ số beta với nhau đó. Thế về mặt công thức thì ta cũng phải tính dùng kiểm định T để ta làm Ta dùng kiểm định T để ta làm đó là các em phải tính uh, T quan sát ra. Thế T quan sát thì nó liên quan đến C của căn chàng là à uh, 2 lần beta 2 mũ trừ cho beta 3 mũ. Bởi vì cái cặp đấu thuyết này này nó sẽ sẽ được viết lại với cái cặp đấu thuyết tương đương tương đương như sau đó là à uh, 2 lần beta 2 2 lần beta 2 mà trừ cho beta 3. Đó là bằng 0. Đó và cái đấu thuyết H1 tương ứng của nó là 2 lần beta 2. Beta 2. Trừ cho beta 3 khác không. À, và từ cái đấu thuyết này nè thì chúng ta mới, uh, mới mới tính ra T quan sát thì nó là bằng 2 lần beta 2 mũ trừ beta 3 chia C của nó. Và nhiệm vụ chúng ta là phải tính cái C này ra và khi có cái C thì thì ta, ta sẽ sẽ giải được cái bài toán này thôi nè thế thì để giải cái bài toán này thì ta lại dùng tiếp tới cái chủ vấn đề này đấy ta dùng tới cái bảng covariant này tức các em để ý rằng là trong cái bài toán tính C đó thì nó sẽ có một cái thông tin mà chúng ta cần phải đi tính đó chính là tính cái covariant của beta hai mũ và beta ba mũ mà các em để ý rằng cái covariant của beta hai mũ và beta ba mũ nó chính là con số này đây đó chính là con số này đúng chưa rồi thế thì bây giờ ta đi vào chi tiết cái câu hỏi A này nè Đấy Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn Các em làm nhé Bây giờ ở đây là Cái H0 của chúng ta Là cái đối thuyết này Ta mới viết lại như đây Đấy Rồi ký C của cái 2 lần beta 2 mũ Trừ beta 3 mũ Thì nó tính theo công thức này đây Nó là bằng 4 lần var, uh, Variant của beta 2 mũ Cộng cho variant beta 3 mũ Trừ cho 4 lần Co-variant của beta 2 uh, Beta 3 mũ ở Chỗ này là beta 3 nha Chứ không phải 4 đâu Rồi Thế thì các em thay vào nè Va của beta 2 mũ là lấy ở đâu? Là lấy con số này. Đây chính là va. Đó. thế vào đây. Được chưa? Rồi va beta 3 đâu? Là con số này đây. thế vào đây. Đó. Còn có variant beta 2, beta 3 là con số này đây. Ta lại thay vào đây. Rồi. Việc còn lại là các em bấm y tính. Thế thì khi mà bấm y tính xong á. Thì các em sẽ thấy rằng kết quả nó sẽ là bằng 0.92 này nè. Rồi. Thế thì ta lấy cái lấy cái 0,92 này ta thép vào trong công thức t quan sát. Thế t quan sát của chúng ta là bằng cái gì? T quan sát của chúng ta là bằng 2 lần beta 2 mũ trừ beta 3 này. Beta 3 mũ này chia cho c của nó mà c của nó là 0,92 này. Thế thì beta 2 mũ là đâu? Beta 2 mũ là đây. Đây cái con số này đây. Đây chính là beta 2 mũ. Và đây chính là beta 3 mũ của chúng ta. Đó, ta thay vào. Đúng chưa? với cái giả thuyết h 0 là hai lần beta 2 trừ beta 3 thì t của nó sẽ là hai lần beta 2 mũ trừ beta 3 mũ chia c c là 0,92 này đây đó các em thay vô như vậy với tất cả những cái số liệu nó cho sẵn đấy thì ta tính ra được cái kết quả t quan sát trong cái bài toán này nó là 0.4348 này này và cái miền bác bỏ video alpha của chúng ta đó nó là bao nhiêu đây, sau khi mà tính xong nhá thì các em thấy rằng là miền bác bỏ chúng ta là miền bác bỏ hai phía vì cái đối thuyết khác một ở đây nó là khác không như vậy cái T ra bản của chúng ta nó sẽ là T máy Nó sẽ là T17 của 0,025 Mà T17 của 0,025 á thì như hồi nãy trên câu C ta tra bản nó là 2,11 đó. Đúng không? Đấy như vậy là ta thấy con số là 0 43, à, 48 mình là rõ ràng nó không rơi vào video alpha. Và vì vậy ta chưa có cơ sở để bác bỏ cái giả thuyết này. Như vậy là ta phải bác bỏ cái giả thuyết H1. Được chưa? Đấy như vậy là cái dạng bài tập này nè là cái dạng bài tập mà nó liên quan đến vấn đề so sánh các cái hệ số hồi quy với nhau đấy. Có nghĩa là đi so sánh các cái mức độ ảnh hưởng của các cái biến độc lập này, này. à lên các cái biến phụ thuộc. Lên cái biến phụ thuộc tương ứng à, này. Rồi cuối cùng là cái câu F, đó là cái câu mà người ta yêu cầu là tính cái giá trị F, có nghĩa là cái thống kê F của F statistic của chúng ta đó và đồng thời ta kiểm định cái cặp giả thuyết là cái beta 2 với beta 3 này nó có đồng thời bằng không không. Thế thì các em để ý rằng là cái việc mà tính cái F thì nó dễ rồi vì công thức của chúng ta biết rằng là cái ép quan sát của chúng ta thì ai cũng biết rồi đúng không ép quan sát của chúng ta là bằng mấy ép quan sát của chúng ta là vì công thức đó là bằng r bình phương trên cho gì trên cho k trừ một nhé k trừ một rồi trên cho một trừ r bình phương rồi tất cả đem chia cho n trừ k đây chính là ép quan sát của chúng ta và ở đây r anh phương nó cho rồi đấy thay cái r anh phương này vào đây đấy ta thay vào đây đây cái r anh phương là thay vào đây à, k ở đây k trừ một ở đây cái k trừ một này nó chính là bằng bằng hai cái lượng này này nó chính là bằng 2. đấy còn cái lượng này thì nó chính là 17 của chúng ta đây n trừ ba rồi như vậy ta tính được ép quan sát thôi Thế bây giờ cái vấn đề cái cặp giả thuyết này nè, cái H0 ở đây là, là nó bảo rằng là hãy kiểm tra qua thứ beta 2 với beta 3 có đồng thời bằng 0 hay không. Có nghĩa là cái đối thuyết H1 của nó đó, cái đối thuyết H1 của nó là beta 1, beta 2 có khác không hoặc beta 3 khác không hay không. Thế các em để ý này cái cặp đối thuyết này nè. Đó, đây là beta 2 khác không hoặc Beta 3 khác không Đó Thế thì cái cặp đối thuyết này Các em để ý rằng là Nó có ý nghĩa gì Beta 2 và beta 3 Đồng thời bằng không Có nghĩa là Người ta bảo rằng là a à, kiểm tra qua thử rằng là Cái cái biến x2 và biến x3 này Nó có đồng thời là Không ảnh hưởng đến Cái biến phụ thuộc Nó không có Có, có ảnh hưởng đến Cái biến phụ thuộc y không Hay là nếu như Một trong hai cái này khác không Có nghĩa là chắc chắn Sẽ có một trong hai cái này này Nó sẽ ảnh hưởng tới y Đấy, thế thì các em để ý rằng trong cái bài toán này đó thì cái cặp đấu thiết này với cái cặp đấu thiết mà mà chúng ta học về sự kiểm định sự phù hợp của mô hình quy là như nhau. Có nghĩa là cái đấu thiết này với cái đấu thiết này này. Đấy. Là y chang. Đó, y chang. Còn cái đấu, cái thiết này với cái, cái, giả thiết này với cái giả thiết này là y chang. À, era bình phương khác không đấy như vậy các em để ý à, nhiều khi người ta ghi như thế này thôi chứ thật ra về mặt kiểm định là, là, ta lại kiểm định cái này này Đây, cho nên là ta phải sức để ý cái chỗ đó đó là chẳng qua là kiểm định của thứ mùa hình nó có phù hợp hay không mà thôi có nghĩa là cái biến giải thích đây này, này cái biến uh, x2 x3 này nó có giải thích được cho cái y này không thôi đơn giản thế thôi thế thì để giải bài toán này thì ta lại quay lại cái phương pháp giải chính thống cho những cái bài rất là bình thường mà ta học ở đằng trước đây công thức ép quan sát của tính ra đây các em thay số vào nha. Thì các em tính ra nó được kết quả là 148,3266 này. Và cái miền bác bỏ video alpha chúng ta tra bản nó ra là à, F ở đây là F27. À, của alpha là 0,05 và tra bản ra 3,59 nha. Rồi các em tra bản thì nó ra 3,59 nha. Ở đây thì sẽ cho các em thấy cái bản tra của chúng ta. À, đây là bản... Đây bản Fisher của chúng ta đây bảng phía sơ của chúng ta tra cho 217. Đây là 2 nhé cột thứ hai đây nhé Rồi các em kéo xuống ở vị trí thứ 17 là 3.592 này. Đó. Thấy chưa? Đây đây là cái bảng tra của chúng ta và ta tra ra là 3.59 thì làm tròn một tí. Như vậy ta thấy rằng là cái phép quan sát của chúng ta rõ ràng Nó lọt vào đây và ta suy ra là ta bác bỏ cái giả thuyết H0 này, có nghĩa là mô hình quy phù hợp tương ứng. Được chưa nào? Đấy thế thì uh, ta thầy giới thiệu các em bài tập này là vì nó có một cái cái uh, kiểu đề bài tập mà người ta ra nó không có nó hơi lạ lạ một tí có nghĩa là nó cho các cái thông tin liên quan tới bản review rất là mới đó là nó cho các bạn không và nó cho cậu khỉ số không Bạn nó không cho gì thêm chứ nó không cho cả một cái bản view như trong các bài tập trước đó, đó là một cái uh, dạng bài tập khá là lạ lạ chứ còn về cách thức tính toán thì nó cũng y như chân bên kia thật chả có gì khác thế thì nội dung bài học này đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các em trong một số các bài tập khác